Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các vị đều là thiện tri thức. Các vị thiện tri thức, tại sao lại xưng hô quý vị là thiện tri thức? Nếu chẳng phải là thiện tri thức thì quý vị chẳng khi nào đến Bát Nhã Đường. Phàm đến Bát Nhã Đường để tu hành thì tất cả đều là thiện tri thức, do đó mới xưng hô quý vị là thiện tri thức. Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành trí huệ. Quý vị đều là bậc đại trí huệ mới đến Bát Nhã Đường. Tại sao là đại trí huệ? Bởi trong các kiếp quá khứ, quý vị đã từng gieo nhiều căn lành, nhiều hạt giống bồ đề. Cũng chính là trong quá khứ, quý vị đã đời đời kiếp kiếp cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, đã tích lũy những công đức như thế, thì ngày nay nhân duyên thành tựu mới tham dự khóa thiền. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, mà là nhân duyên to lớn, cũng là nhân duyên của việc liễu sinh thoát tử, mà cũng có thể nói là nhân duyên thành Phật. Bởi các lý do trên nên mới xưng hô quý vị là thiện tri thức. Thiện tri thức chính là biết con đường thiện, không biết con đường ác. Nếu biết đường ác thì phải kêu là ác tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, hành động hợp với Phật Pháp, tu tập chiếu theo Phật Pháp, từng hành động cử chỉ đều tương ứng với Phật Pháp. Thế nào là ác tri thức? Ác tri thức thì tà tri tà kiến, chuyện gì cũng đi ngược với Phật Pháp, tức như câu nói, bội đạo nhi trì, quay lưng với đạo mà đi. Nay quý vị tu hội tại Bát Nhã Đường, nhất tâm thiền định để cầu khai ngộ và đại trí huệ. Nếu thực sự sáng suốt, chân chính giác ngộ, quý vị sẽ tuyệt đối không làm chuyện điên đảo nữa. Giác ngộ và sáng suốt như vậy, nhất loạt đều do công phu tu hành mà thành tựu. Bởi vậy, kẻ tu hành không nên sợ khổ, sợ khó khăn. Khi đã ngồi thiền thì chân đau cũng mặc, lưng mỏi cũng không quan tâm, phải giữ vững tinh thần đại vô úy, sống chết với thiền, sống chết với tu, tuyệt đối không thể vì đau mỏi mà đầu hàng, phải làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng. Kẻ tu hành cần phải có một sự kiên nhẫn không lay chuyển, một ý chí không lùi bước, trước mọi nghịch cảnh tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không bị khuất phục, chân đau lại càng cố chịu đựng, lưng mỏi càng cố gắng. Buồn ngủ ư, mở to hai mắt, thách thức ma ngủ. Càng buồn ngủ càng tốt, đằng nào cũng tham, tham cho tới lúc dương khí đầy đủ trở lại thì ma ngủ phải bỏ chạy. Nếu như chúng ta không chiến đấu với ma ngủ, thì ta sẽ suốt đời làm nô lệ cho nó, nghe theo mệnh lệnh của nó và sẽ chịu nó sai khiến. Ha ha ha, 问什么的说呵。